Uy tín luôn. Xin mời đại gia đình. Uy tín. Mời cháu đúng đi. Báo cáo lại gia đình nha. Anh em tôi thì xin chào lại gia đình Facebook nha. Chị Lan ơi, chúc đại gia đình Facebook một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Và ở đây theo ta phô lên là anh em tôi là uống rượu hộ anh Túc. Đây này, dù vui. Ăn chưa qua bao bò. Trước khi Tư Lê sang là đại ca đã làm xong hết rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào Xuân Quang Hải Bảo. Trước khi mà anh em tôi sang là đại ca đã làm xong hết rồi. Thì uy tín chưa đại gia đình nhà mình? Xong hết rồi. Đây là uy tín luôn nhá. Kê gà Mỹ. Đâu kê gà Mỹ đâu? À, đây, kê gà Mỹ. Kê gà Mỹ. Team là team gà đô đây, riêu cua đây. Riêu cua đây. Luôn. Đây là lòng lợn Thái Lan. Đấy. Bánh trưng Nam Phi. Bánh trưng Nam Phi rồi. Đấy. Bò của Mỹ. Bò Úc. Đây bò Úc. Bò Mỹ vừa trứng đà điểu. Đấy. Trứng đà điểu. Cái có cái gì cái cánh gà Australia. Uy tín chào với Hà nhé, chào với họ. Rau này là riêng rau là ở Lạng Sơn anh em nhá. Cải là Lạng Sơn. Đấy. Một buổi tối thật vui vẻ. Rượu là rượu hoa anh Túc. Người thân nhá. Chào tất cả anh em nhá, chào 20 anh em đang xem livestream. Uy tín luôn. Uy tín rồi. Đây mà không hiện bao nhiêu mắt để xem nữa. Không biết là nào mà kép kết thúc trận. Đại ca Tư Lê. Xin chào đại gia đình nhá, chúc đại gia đình Facebook của Hoàng Thị một buổi tối thật là ấm áp bên gia đình và người thân của mình. Uy tín luôn. Ok nhá. Hello chị Tươi nhá, em chào chị Tươi. Chị Tươi ơi, trên Hà Nội không? Sang đây nhậu chị ơi. Tươi ở đây sang nhậu em. Đấy, ở bên nhà anh Phú. Uy tín nha. Đây rượu đây Hoa Anh Túc nha. Uy tín. Chị có ở trên Hà Nội không? Bảo cái Khương sang đây uống rượu với em nào. Cái anh Phú anh nào. Xong hết rồi. Gọi chị vào đi. Chị ơi, chị Lan ơi, chị Kiều ơi, vào thôi. Đấy. Chưa. Ngon chưa anh em? À chị ở quê à? Thế hôm nào lên thì tổ chức chị nhá. Chị mà ở quê thì thôi xin lỗi chị. Lan này Kiều ơi. Là không được ăn ngon. Đấy. Chào Tú Tiền Nhé nhá. Chúc đại gia đình. Ok, em chào anh Hội nhá. Anh ơi, ăn thế này thì có phải đi tập không anh? Em nghĩ ăn như thế này là phải tập ác luôn đấy anh nhỉ. Ôi ôi anh. Anh đang siết thì ăn làm sao được. Hôm nào anh em mình nhậu bữa anh Hội nhá. Anh em đây uy tín chưa? Uy tín luôn nhá. Thôi mỗi tội là chưa có đũa. Mấy đũa đây. Nào lấy cái bà kia vào đi. Ok anh ạ. Nhưng mà đây chúng ta anh em mình giao lưu. Kiều ơi. 1 2 3 4 5 6 Mỗi gọi ăn nhưng nhau như chó thương. 7 Xong hết rồi, giờ gọi mỗi ăn rồi. Nào. Ăn mẹ đi. Uy tín luôn đại gia đình nhá. Anh em mình cũng chuyển thước đi. Nhậu uống vài chén. Ok ok. Ok. Xin chào đại gia đình nhà mình nhá. Chào chị Bùi Lan, anh. Xin chào mời bạn. Đại gia đình nhà mình nhá. Chào tất cả anh em nhà mình. Xin chào đại gia đình nhà mình. Mau việc. Đấy, hôm nay là sang nhà anh Phú ăn cơm anh em ạ. Này ăn ngon quá. Chị ăn ngon là phải lại uống say này. Nồi lẩu này chất lượng quá. Trứng lộn mặt kém rồi. Có ui rồi bỏ sao không kết nối được wifi. Máy của mình này bị lỗi làm sao ấy. Chị Lan chào tất cả mọi người đi chị. Chị Lan là không thích lên sóng. Ủa ngon thế em. Ôi lòng rơi rồi. Nằm rơi thì cho luôn vào. Cho luôn ở đây cho hết rơi. Rồi anh. Ba nhà mình ngồi bên này. Ba nhà mình ngồi bên này. Để rượu. Ba nhà mình chơi rượu ngồi bên này. Đấy Thuỳnh ngồi trong. Đây là nhưng mà cho em hỏi đây là ngoài đây là ngoài ngồi trong kia tê gan đúng bài luôn uy tín luôn nồi lẩu ngon chưa. Chào mọi người cá đi. Xin chào mọi người nhá. Hiện tại là vợ chồng em Giang ngồi đây. Hôm nay là anh Phú vẫn lại vào bếp chương trình vào bếp. Chắc chỉ có ba nhân viên trước đi. Chào Hoàng Tiến nhá. Đấy, anh em nào muốn mọc tóc được như tôi thì phải liên hệ ngay cho tôi để tôi bán dầu đầu cho anh em. Chỉ có dầu đầu mới mọc được tóc rồi anh em nhá. Đấy, trước tóc cũng dụng hết rồi anh Tư nhỉ. Đợi tóc lại ngon rồi. Đẹp rồi đấy. Đẹp rồi.
Anh có dùng tí không? Cho màu không? Thôi, anh muốn cạo chọc đi hết người. Em à. Ok, em xin. Ok. Còn đũa đâu anh để em phát. Một này. Mẹ mày, bóng toàn anh mua bóng sau toàn lạc thôi. Cái đấy chắc phải để đi cuối trận mày ăn. Ờ, đây, bóng sau toàn lạc thôi. Các bạn ăn bóng sau cho nhau bóng trước. Bóng trước chứ nhỉ? Chị Nam, chị Kiều. Quên thì không ở nhà. Bao nhiêu tiền một lọ vậy? Anh có gì anh inbox cho em anh nhá. Hello anh Phương Bê Tông nhá. Đấy. Anh Phú và anh Phương. Chào các bạn nhá, chào tất cả bạn bè của Hoàng Thị nhá. Hôm nay báo cáo anh em nhà mình nhà có lừa lọ. Có lừa lọ anh em ạ. Anh Phương mà có được ăn đâu mà biết ngon. Bạn ở xa xôi quá bạn ạ. Bây giờ bạn ăn qua Facebook đi. Thấy anh cũng động vừa ăn rồi gì nữa. Sao anh nếu mà muốn ăn ngon thì em phải ở gần anh Phú. Đâu, quay video đây là mời tất cả anh em luôn để có thể. Đấy. Xin chào lại gia đình Facebook Hoàng Thủy nha. Anh em đôi thì uống với nhau và chúc sức khỏe đại gia đình luôn. Rồi ok nha. Chào tất cả mọi người nhá. Gia đình ăn uống đã. Bởi vì khi ăn mà mình không muốn bị gặp phiền nên là tất cả anh em cũng ăn uống đi. Chào tất cả mọi người nhá.